Chào các bạn. Tháng 2 vừa rồi mình đã đi chơi ở Thái Lan. Lần này mình đến thăm thành phố Chiang Mai, là một thành phố ở phía bắc của Thái Lan. Ở đây thì có rất nhiều các hoạt động cũng như là địa điểm tham quan khác nhiều so với những thành phố khác mà mình đã tới, như là thủ đô Bangkok hay là các thành phố biển. Mình rất là thích các trải nghiệm mà mình có trong 5 ngày ở đây. Hôm nay mình có thời gian, mình sẽ kể cho các bạn nghe về những điểm nhấn nổi bật trong chuyến đi lần này của mình nhé. Cái mà mình thích nhất trong chuyến đi lần này là trải nghiệm một ngày chăm voi với Patara Elephant Farm. Buổi sáng hôm đó, cả đoàn được làm quen với hai chú voi và xem chúng ăn. I've never touched an elephant before. I never touched an elephant either. Hướng dẫn viên giới thiệu cho tất cả mọi người về nông trại của họ và về những việc mà bọn mình sẽ cần làm trong ngày hôm đó. Sau đó, mỗi người được dẫn đến gặp chú voi riêng của mình. Con voi của bọn mình có tên là Poke. Nó là một con voi mẹ rất là thích ôm ấp và chăm sóc voi con. Cả ngày hôm đó, bọn mình được giao nhiệm vụ chăm sóc Poke, bao gồm cho nó ăn này, phủi bụi trên người này, và tắm cho nó nữa. Đồ ăn chính của voi là mía, cây ngô và chuối. Chúng ăn được nhiều khủng khiếp, khoảng đâu 300 cân đồ ăn trong một ngày với một con voi trưởng thành. Mình thấy chúng ăn suốt ngày, trông có vẻ như không bao giờ dừng lại. Tấn công! Trước khi bắt đầu chăm voi, hướng dẫn viên dạy cả đoàn các mệnh lệnh cơ bản trong tiếng Thái như là đi, dừng lại, ngồi xuống, giơ vòi lên và ngoan lắm, để mọi người có thể giao tiếp với con voi của mình. Bọn mình cũng được giải thích các cách nhận biết một con voi khỏe mạnh và hạnh phúc qua các dấu hiệu cơ thể của chúng. Mình thực sự rất thích trải nghiệm một ngày ở nông trại voi vì mình có thể thấy các con voi ở đây được chăm sóc rất tốt và được tạo môi trường sống tự nhiên, hoang dã mà vẫn đảm bảo an toàn cho chúng. Người hướng dẫn viên và các bạn bè đồng nghiệp của anh ấy đều rất nhiệt huyết với công việc chăm sóc và bảo tồn môi trường sống tự nhiên cho đàn voi hơn 50 con của họ. Một trải nghiệm thú vị nữa mà mình cũng cực kỳ thích là lớp học nấu ăn món Thái. Hôm đó, bọn mình được đưa đến một cái chợ để mua nguyên liệu cho các món ăn. Đồ Thái sử dụng nhiều nguyên liệu nấu ăn giống Việt Nam nhưng cũng có vài thứ khác mà hơi khó tìm, ví dụ như là chanh Thái chẳng hạn. Sau khi mua nguyên liệu, bọn mình đi đến lớp học ở một vùng ngoại ô. Cô giáo dạy nấu ăn tên là Yam. Chị ấy rất là hài hước và nấu ăn rất là giỏi. Chị Yam dạy bọn mình cách làm các món Thái phổ biến như là pad Thái, tom yum, cà ri, rau xào, xôi xoài và gỏi đu đủ. Tất cả các món đều ngon. Cứ làm xong hai món là bọn mình lại được thưởng thức ngay thành quả. Món nào cũng nóng sốt, vừa cay vừa thơm, ngon cực kỳ. Mà nói đến đồ ăn thơm ngon, nếu mà đến Chiang Mai các bạn nhất định phải đi ăn ở các chợ đêm ở đây. Bọn mình đi chợ đêm chủ nhật và chợ đêm hàng ngày. Cả hai chỗ này đồ ăn đều ngon siêu đỉnh. Chợ đêm chủ nhật thì toàn các món Thái như là xiên nướng, bạt Thái. Có cả món đặc sản của thành phố Chiang Mai là món mì khao soi nữa. Có mấy ngày ở đây thôi mà mình đã ăn món này đến 3 lần. Thực sự rất ngon. Chợ đêm Pleven thì là một kiểu chợ dành cho người trẻ, có âm nhạc rất hay và các gian hàng đồ ăn và gian hàng quần áo rất đa dạng. Mình đặc biệt thích món hải sản tươi nướng và các món thịt nướng ở đây. Ôi, nói về đồ ăn là mình thèm đồ ăn Thái quá. Thôi, có lẽ bây giờ mình sẽ đi nấu vài món cay cay của Thái để cho bữa tối hôm nay đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video lần này và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Tạm biệt!